Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần GB và Cuộc Sống Mới Nhật. Hôm nay thì Quỳnh ăn một món ăn rất là đơn giản thôi. Và cái món này thì tất cả mọi người đều biết nấu hết. Và hôm nay Quỳnh chỉ dọn lên và ăn thôi. Bây giờ mời mọi người ăn chung với Quỳnh nha. Wow, nghe tới cái món gì mà có mùi mắm tôm là Quỳnh mê lắm mọi người. Quỳnh dọn bớt xuống để mình ăn cho nó dễ nha mọi người. Đó, bạn nào ở bên Việt Nam không ăn được thịt luộc mà thấy hôm nay Quỳnh ăn thịt ba chỉ mà chấm chung với lại mắm tôm là tao nói ghiền nha mọi người đó. Mọi người ăn chung với Quỳnh nha, đó Quỳnh chấm lên vậy cho mọi người dễ thấy nè. Trời thèm quá mọi người ơi. Nghe cái mùi là chịu hấp nổi rồi đó mọi người. Dọn tô cơm ra. Chủ yếu là ăn chung với cái cá kho mọi người. Đáng lẽ món này á là phải chấm chung với lại rau canh giới mà bây giờ mùa đông không có rau gì chấm ấy. Mua rau này đâu kia về chấm đại mà. Mùa đông á mọi người, ở Nhật có rau ăn là mừng á mọi người. Nó lạnh quá nó mới lên mọi người. Có rau ăn là mừng á, còn hơn là đói rau mà. Cá mà đây của Quỳnh á là cá ba sa nha mọi người. Cá hú kho tộ đó bốc khói luôn. Cay quá, hồi nãy Quỳnh bỏ ớt cho mình, cái nồi này cay ghê. Đây dạ. Ở bên Việt Nam á bây giờ thịt heo đang mắc. Rồi Tết này mọi người ăn Tết sao trời, thì nhà nào cũng cần phải có một nồi thịt kho ngày Tết hết. Không nhiều thì ít cũng phải có đó mọi người. Không biết Tết này chắc ăn thịt bò. Cứ nào thịt bò mà đem kho trứng không trời. Không thì chuyển qua thịt gà mọi người. Thịt gà kho trứng biết đâu cũng ngon mọi người. Nhưng mà thịt gà nó ít mỡ quá, nó không có ba chỉ á, cho nên khi làm lên cái phần nạc nhiều quá mọi người ăn sẽ dễ ngán. Chứ mà gà ở Việt Nam ăn còn đỡ mọi người, tại vì nó nói là gà chạy bộ á, nói là gà người ta nuôi là gà chạy bộ. Còn gà ở Nhật á thông thường thì gà ăn chán mọi người, toàn là gà công nghiệp, gà nuôi chuồng á. Ăn vô bở rẹt nha. Nói chung về Việt Nam á, mà ăn được con gà, phải nói là ăn gà ta mà gà đó đen mà xé ra, xấu bắt đầu trộn này trộn kia mới đã. Trời ngon quá. Hôm nay Quỳnh kê cái bàn nó hơi xa chỗ Quỳnh ngồi một chút để mọi người dễ thấy đồ ăn. Cái món này là phải có thêm đậu hũ này mọi người. Mà hôm nay ăn lộn xộn. Tao nói bất cứ món gì mà chấm chung với mắm tôm nè, nước miếng chảy ròng. Đúng rồi, cái món thịt chó nữa mà. Thịt chó cũng chấm với mắm tôm. Quỳnh ăn đúng được một lần nha mọi người. Rồi mà nó hôi quá mọi người. Nó hôi quá mà nó không được. Quỳnh chấm vô đúng một miếng. Mắm tôm thì ngon mọi người, mà thịt chó nó hôi quá. Thịt chó. Thịt mèo Quỳnh quăng luôn à. Nó hôi khủng khiếp. Mà lúc đó Quỳnh ăn là Quỳnh mua ở ngoài tiệm bán nha mọi người, chứ không phải ở nhà làm nha. Ở ngoài tiệm người ta bán, tao phải biết cách làm tao mới bán đó mọi người. Mà chắc tại dù nó không quen. Trời ngon quá.
Hôm nay Quỳnh ăn món này tỷ bạn chảy nước miếng. Nước miếng chảy ròng, nước miếng chảy khắp miền quê. Cái cà pháo này Quỳnh ăn á, trời, nó cũng không phải là cà pháo tươi mà cà pháo người ta muối trong hũ, rồi sau đó người ta mới bán từ từ mà người ta có hàng sử dụng á. Cà pháo này thì lúc nào cũng có ha. Còn cà pháo tươi mà mình mua về tự muối á thì có mùa hè ha. Đúng là ăn chúng chiếc cà pháo sướng mà. Cái này là phải thèm thêm ăn. Một dĩa ra muốn luộc cái bên nữa. Ngày hôm bữa khi mà về Việt Nam được ăn cái quán quanh mạc Văn Khoa á mọi người, bán cái mạc bún đậu mắm tôm á, có 100 mấy mọi người, không mắc nhưng mà ăn đầy đủ mọi người, thấy ngon. Quanh cái mạc thấy mê, đúng là Việt Nam điểm sướng mà. Muốn ăn chay ra ngoài có liền. Mà hình như trong cái mẹ của ảnh á thì không có cà pháo nha. Bữa con thấy cũng không có cà pháo. Mà hình như bún đậu bấm tôm nó không có cà pháo mà à. Chỉ có mình ăn ở nhà thì mới bỏ thêm cà pháo ha. Cái món này thì người Việt Nam mình mê mà. Anh xảo mình chạy mất dép à. Trong khi cái món nạch tô thúi của Nhật mà, món đó bao nhiêu người chạy mất dép. Chỉ có mấy ông Nhật cũng mê mà. Quỳnh định á là hôm nay nấu thêm nồi canh chua nữa. Mà mọi người biết bây giờ nấu canh chua là không có gì mọi người. Chỉ ra mua được mấy trái đậu bắp với lại mấy trái cà chua với giá hả? Với thơm. Không có rau nêm mà cũng không có bạc hà mà. Nấu lên nồi canh chua chất quớt à. Mà những cái ngày mùa đông như thế này mà ngờ thì thèm ăn canh chua dữ lắm luôn. Mà không có ăn. Thậm chí lúc trước còn thấy bán măng chua, bây giờ không có bán luôn. Nhiều lúc phải nhịn ăn tới 4-5 tháng mới được ăn lại con món đó mà ngờ. Có nhiều món nhịn ăn cả năm. Quỳnh ăn hải sản mấy bữa liên tục rồi. Cái thèm món Việt Nam lại. Pháo ngon khủng khiếp luôn.
cái hú này á Quỳnh mua á, Quỳnh không có mua nguyên con mọi người, người ta có bán sẵn luôn trong cái dĩ, có bán vài lát cũng có mọi người, mình không mua nguyên con, mình mua nửa con cũng được nữa, thì người ta đều có bán hết, mình mua về mình ăn nó mới hết mọi người, chứ mua một con bự quá đi. Mà mấy cái món cá kho giống như mấy cái cá này nè, giống như cá sông á, anh xã Quỳnh không ăn. Ở Nhật á mọi người, người ta không ăn cá sông mọi người, có ăn một cái loại cá ở dưới sông đem lên nướng, nhưng mà người ta chỉ ăn đúng một loại cá thôi, Quỳnh quên mất tiêu cái tên nè. Và hầu như người ta chỉ thích ăn cá biển mà. Mà mấy con cá sông ở Nhật á mọi người không, có nhiều bạn hay ra ngoài quay cho mọi người xem nè, cá chép rồi cá koi ở dưới sông của Nhật quá nhiều á, thì thật sự là vậy luôn. Nhưng mà khi mọi người bắt cái con cá lên á, không ăn được nha, nó hôi mùi cỏ mà, nó hôi tận bên trong cái thịt của nó, nó do nó sống ở trong cái nguồn nước mọi người, cho nên nó hôi mùi cỏ, ăn không nổi mà. Mà phải công nhận cá này ngon thiệt mà, nó ngon nhờ cái lớp mỡ, ngon quá. Chắc cũng lâu lắm rồi không Quỳnh mới làm lại cái video. Ngọc Quỳnh ăn vừa có cơm mà, không như thầy à, chắc cũng mấy bữa nay có tuần hơn hả Quỳnh không làm video ăn cho biết cơm. Mà chủ yếu là ăn đồ ăn mà, làm đồ ăn mà cơm lúc nào mà không có, thật quá. Cái củ cải đỏ này mọi người, nó rất là giòn. Ăn thì nó hơi hơi giống như là củ cải của Việt Nam mình đó, nhưng mà nó không có đắng và không có chát nha. Ngon. Quỳnh thắc mắc vậy nè mọi người, rất là nhiều kênh làm về trẻ em luôn mà chỉ có mình kênh Quỳnh bị mọi người, không biết tại sao vậy nữa mọi người, số đen mọi người, số đen số nhỏ mà cái kênh Quỳnh nó bị thắc bình luận, bị thắc nó hợp đồng á, là do ngay từ đầu cái kênh của Quỳnh không có đặt chủ đề về gia đình mọi người, chỉ quay hai mẹ con thôi. Còn những kênh kia thì Quỳnh thấy có ghi luôn là gia đình luôn, thì Quỳnh không biết như thế nào. Và sau đó thì Quỳnh mới đổi tên thành Family á, thì không được chấp nhận. Còn những kênh mà ngay từ đầu quay về gia đình mà không có ghi chữ Family mọi người, giống như kênh bên Hàn Quốc á mọi người, thì Quỳnh thấy là quay về gia đình nhưng mà cũng ăn uống giống Quỳnh nào, nhưng mà không có ghi cái tên là Family, thì Quỳnh không biết như thế nào.
Bây giờ kiếm tiền YouTube đó mọi người không còn dễ dàng như lúc xưa nữa. YouTube tắt Quỳnh một gậy à, tắt kênh Quỳnh dậy mọi người. Nhưng mà khi mà vô trong cái hình mà kênh của Quỳnh có bị cái nỉ kia không thì Quỳnh vẫn thấy để hình bình thường ha, là vẫn để hình mặt cười, không có ghi là Quỳnh là bị vi phạm nguyên tắc cộng đồng hay gì hết. Tự tắt kênh của Quỳnh mà không thông báo cho Quỳnh luôn mọi người. Tình cờ thì bữa hôm đó Quỳnh mới đăng một bài Quỳnh mới đăng một bài qua Facebook, thì Quỳnh muốn đăng cái bài đó lên trên YouTube luôn, thì Quỳnh mới kiếm tắt cộng đồng và mình kiếm không ra. Thì Quỳnh đã bị tắt trước đó mấy ngày rồi, Quỳnh không hề biết. Nếu mà bữa đó Quỳnh không phát hiện mọi người, Quỳnh tiếp tục cho xa vào nữa, thì hôm nay chắc tắt luôn nút trực tiếp và tất cả những tính năng khác luôn á. Video của Quỳnh hiện tại thì nút kiếm tiền vẫn còn bật sáng nha mọi người. Mọi người coi video thì Quỳnh vẫn kiếm tiền được bình thường, nhưng mà các chức năng khác của Quỳnh thì nó bị mất các mọi người. Ngon quá mọi người. Quỳnh sẽ múc canh nha. Canh này thì Quỳnh nấu là canh rau đay mọi người. Canh rau đay nấu với lại cua. Cua này cua đồng mọi người. Cua đồng mua ở tiệm Việt Nam về nấu thôi. Ngon ngất ngay con gà tây luôn mọi người. Quỳnh ăn được hai khứa cá rất là sướng miệng. Cái này là chỉ thiếu mướp thôi à. Thiếu mướp. Cái rau đay này thì người Nhật thích ăn cái gì nhớ nhớ của mọi người, cho nên rau đay này người ta trồng trong nhà kính nè. Cho nên lúc nào cũng phải bán. Lâu lâu ăn được một bữa quá đã mọi người. Thì cái video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc nha mọi người ơi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người thích cái kênh của Quỳnh á, mọi người hãy bấm đăng ký, like sẽ ủng hộ kênh giúp Quỳnh nha. Quỳnh hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye. Yeah yeah yeah.